Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ ngày 11 tháng 7. Tối ngày 10 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương đã thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Theo đó, giá xăng E5 Ron 92 giảm 3.103 đồng một lít. Giá xăng Ron 95 được điều chỉnh giảm 3.088 đồng một lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 Ron 92 là 27.780 đồng một lít và xăng Ron 95 là 29.670 đồng một lít. Giá bán đối với các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh ở kỳ điều chỉnh này. Dầu diesel giảm 3.022 đồng một lít, còn 26.590 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 2.008 đồng một lít, còn 26.340 đồng một lít. Thời gian áp dụng mức giá mới từ 0 giờ ngày 11 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Như vậy, đây là lần thứ hai sau 7 lần tăng liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay của giá xăng dầu. Tính đến nay, giá mặt hàng này đã trải qua 18 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng và 5 lần giảm. Hiện giá xăng trong nước đã xuống dưới mức 30.000 đồng một lít, gần bằng mức giá vào giữa tháng 4. Giá xăng dầu giảm mạnh như trên là do xu hướng đi xuống của thị trường thế giới và thuế môi trường với xăng dầu được giảm. Trước thông tin giá xăng hạ nhiệt từ 0 giờ ngày 11 tháng 7, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi vì có thể giảm áp lực lên vấn đề tài chính trong gia đình.